Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Toyota Fortuner 2.4 AT4 x 2 2020, mẫu SUV 7 chỗ cầm cao của hãng xe hàng đầu Nhật Bản, vẫn giữ được phong độ đồng thời hấp dẫn người dùng hơn với nhiều trang bị mới. Tại thị trường trong nước, mẫu xe này luôn giành vị trí quán quân về doanh số trong phân khúc bỏ xa các đối thủ khác. Về ngoại thất, xe có kích thước khá lớn và hầm hố. Ở phần đầu, Toyota Fortuner 2.4 AT4 x 2 2020 trở nên ấn tượng nhờ cụm đèn chiếu sáng có thiết kế thanh mảnh vuốt ngược sang hai bên hông sắt nét. Xe sử dụng lưới tản nhiệt là dạng hình thang ngược với những đường viền mạ chrome sáng. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ có khả năng chỉnh và gập điện. Về nội thất, Fortuner 2020 sử dụng kiểu vô lăng 3 chấu bọc da, thiết kế thể thao được tích hợp thêm nhiều phím điều khiển, chức năng tiện nghi cho người sử dụng. Ngoài ra, xe được trang bị lẫy chuyển số thể thao, cho trải nghiệm lái cực kỳ phấn khích cho người lái. Phía sau tay lái là cụm đồng hồ Optitron cao cấp, cho khả năng hiển thị trực quan chính xác các thông số vận hành. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm, dạng cảm ứng có kích thước 7 inch, có tích hợp định vị toàn cầu GPS và các giao thức kết nối như Bluetooth, USB và AUX. Hệ thống giải trí này đi kèm với bộ 6 loa quanh xe, mang đến trải nghiệm âm thanh chân thực hơn cho hành khách.
Và giá này là giá tạm tính. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0911 554455 để được giá cực tốt. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập.